lúa liền. Thôi qua đây. Qua đây. Qua đây. Cô lấy chồng ơi cô. Ui ui ui. Qua nè. Qua nè. Đi xuống đây không đem bộ đồ mua hết. Tôi ghét, tôi không cho mượn đồ luôn. Phương không chơi, tao rùi cho mày chết. Đồ ở đâu ra? Ở đây là cái gì? Chân. Bà ơi, giờ tôi mới thấy được. Đây là bộ đồ đương kim vô địch của cô gái mà ngồi xuống không được đó. Đây này, nó cái núa rồng không hiểu. Đây này, muốn phát biểu này. Đây, để chung để đây. Người muốn phát biểu. Mày cười gì mày? Hả? Tao phải chửi mày vui lắm hả mày? Con không hiểu. Ba, 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 lát được rồi. Mày chửi tao hai lần. Không, mày chạy tao mày rồi. Ba, lát được rồi. Chạy ra chị Tư. Chơi, chơi. Tôi nói cho anh biết. Tôi thử chuông. Chạy mẹ cái chuông luôn này. Nhà tao, tao muốn lồn chị tao lồn. Anh không bao giờ anh bên em hết trơn á. Mẹ anh đã không chịu rồi. Làm ơn đừng có đụng đến vấn đề đó nữa. Bất chợt cái em nhắc lẩu mắm cái anh thèm dễ sợ luôn à. Trời vậy thôi hai đứa mình đi ăn lẩu đi ăn. Anh muốn hút lẩu liền luôn à. Cái gì? Thôi tao vô. Ủa sao vậy? Thì bả ra tao vô chứ để mấy tao cho bả gây lộn nó sao? Anh làm gì vậy? Tôi vô tội, tôi không có gì hết. Anh đừng có giam cầm tôi. À không, anh bước qua bên đó đi. Anh đứng im chỗ đó, anh đừng có nhảy qua một cái nha. Nguy hiểm lắm á. Tôi là trai thẳng. Tôi đi thẳng từ nhà tôi qua đây luôn á. Tôi nói chuyện với bạn với tư cách là hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Ê! Không, hai người đàn ông nói chuyện với nhau.